quý vị và các bạn, do chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của virus cúm AH5N1 và cúm AH5N6, nên nhiều hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn lơ là chủ quan với công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Gia đình anh Phạm Văn Thắng, khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn, nuôi trên 4.000 con vịt thương phẩm phục vụ thị trường. Tuy nhiên, dù biết dịch cúm gia cầm có virus cúm AH5N1 và cúm AH5N6 đang bùng phát ở một số tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Hà Nội, địa bàn giáp danh với tỉnh ta, song gia đình vẫn chủ quan chăn thả gia cầm ra ngay khu đất trống gần đường. Cứ để này do tối thả này do đi chẳng nhẽ đi cho bị chuồng. Đến ngày bán này thì bán thôi. Chả có biện pháp gì. Nói chung là nhà cô nuôi năm nay rồi. Phường Lam Sơn hiện có gần 46.000 con gia cầm các loại và là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn nhất thành phố Hưng Yên. Trong đó có hộ nuôi nhiều từ 5 đến 7.000 con. Hiện, phần lớn các hộ đều chăn thả tự do tại các ao, hồ, triền đê mà không có bất kỳ biện pháp phòng dịch nào. Người dân đã thả gia cầm ra đường quốc lộ vào những ngày mà thời tiết nhiệt độ xuống thấp cộng với thời điểm dịch bệnh đang bùng phát ở các nhiều nơi tỉnh thành thì nguy cơ bùng phát ra dịch bệnh là rất là cao. Tuy nhiên do các hộ dân nuôi với số lượng lớn nên là các biện pháp để hộ dân vẫn chưa được có biện pháp phòng chống dịch bệnh trên này. Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước, để phòng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, các hộ chăn nuôi cần nâng cao ý thức, đặc biệt là cán bộ thú y của địa phương, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở để dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.